Xin trân trọng giới thiệu với các bác kênh Chim Cú Gáy Hay. Và đây là những thước phim của những con chim mồi. Buổi sáng ngồi uống chè mà nghe thấy những con chim này chơi ngày thật là phê đúng không các bác? Đúng. Đây, lúc đúng buổi sáng. Buổi sáng nhà thao Cú Gáy. Chim rừng đáp lại đấy. Phê chưa? Bộ gáy gáy 4 rất là chẵn, rất là đủ. Đây là các bạn có thể lấy cái đoạn này làm mồi mồi gọi được này. Nó đang gọi nhau mấy con chim rừng ở ngoài đấy. Nó đang gọi nhau mấy con chim rừng ở ngoài. Đấy, 4. 4 đủ. Đấy. Đang đấu nhau, đang đáp nhau mấy con chim rừng ở ngoài.
huyền. Quý vị và các bạn có thể liên hệ cho tôi là 0163 530 9 82 để giao lưu chim cu gáy, chim mồi, chim khách, chim non bón, chim non giống, chim bố mẹ sinh sản. Bây giờ cái máy quay nó hơi lạ. Lồng chim. Con này là con chim hồng. Mẫu hồng này là mẫu rất là ok. Mình thấy là nó, con chim này thì vù mái rồi. Chim này vù mái rồi nhá. Chim trống luôn. Bảo hành tuyệt đối 1000/1000 là chim trống. Cái gì mình chắc chắn là mình phải bảo, còn cái gì không rõ ràng là mình không dám bảo. Chim này nuôi AV lên, đấy cũng thuần thôi, mới cho lên lồng, qua thấy gù rồi AV tách ra, gù mái ác luôn. Giống chim này nó liên quan đến chim Thái một tí, nó ra cái màu hồng, cườm của nó vẫn cườm như cu cườm đấy thôi, nhưng mà nó con này gáy giọng còi, gáy rất là còi luôn, gù rất là còi luôn. Đó, các bạn nhìn thấy tường tá con chim hồng này chưa? Đây là con chim hồng nhá, cu cườm màu hồng. Con clip này mình tạm gọi nó là con clip số 400. Clip số 400. Bữa nay nó cũng có gáy rồi đấy. Trong clip này có một đoạn nó gáy rồi. Chân rất là đỏ, đuôi rất là dài. Anh em ở trong Sài Gòn rất thích cái mẫu chim này. Con này nó là chim non nuôi lên nên là cho lồng nó cũng nhanh thuần thôi mà. Hôm qua mình mới để AV ra, nhà nuôi AV rất là nhiều. Con nào có tố chất gì như nào mình phát hiện mình tách lồng như này. Mà lồng mình cũng chả để lồng chuyên nghiệp đâu, vì nhà mình hàng trăm cái lồng inox như này. Một là chống chuột, hai là nó cũng bền bỉ. Đấy, chơi luôn.
Đấy, bốn gọi đủ. Bốn gọi đủ. Bốn gọi quá đủ luôn. Cườm rất là sẫm, cao cườm. Chân rất là đỏ. Không tật lỗi gì. Còn nay nó nhìn thấy chim rừng kiểu gì nó cũng chơi lại. Nó đang đáp với một con rừng xa xa ấy. Nhà mình rất là gần rừng luôn. Đó, toàn rừng thôi. À, rừng. Quá nhiều rừng luôn. Đây là một cái nôi của chim gáy luôn các bạn ạ. Nhà mình rất là nhiều rừng rồi. Con này vừa ngủ xong, con này còi hơn.